Thùy Linh cùng ban biên tập Hóng Bín TV mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mến chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và bình an. Quý vị thân mến, một thông tin cực nóng đó là tiết lộ sự thật giả tạo sau bức màn phim Bố Già cảnh báo lừa đảo mạo danh công ty chứng khoán, ví điện tử. Vừa rồi là phần điểm qua những thông tin chính mà ban biên tập của chúng tôi vừa mới cập nhật được. Quý vị hãy like, share và đăng ký kênh để liên tục cập nhật được những tin tức nóng hổi từ chương trình. Ngay sau đây, Thùy Linh xin kính mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, thì ban biên tập của chúng tôi cũng đã cập nhật một bài viết có nội dung tiết lộ sự thật giả mạo là sau bức màn phim Bố Đời. Và thưa quý vị, tạm gác lại những ồn ào sóng gió, lửa đến từ trong và ngoài nước, từ chiến tranh đau thương ở Ukraine cho đến drama giải tập của cô siêu Nguyễn Phương Hằng với nghệ sĩ Bẩn, nhà báo hai mặt và cả cơ quan chức năng. Mới đây, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng quý khán thính giả cùng đến với một câu chuyện của năm cũ nhưng cảm nhận về câu chuyện thì chưa hề cũ một tí nào. Có lẽ chúng ta đã từng hơn một lần nghe đến bộ phim là Bố Già Bố Đời của MC Trấn Cái Thùng. Bộ phim từng được ca ngợi là thành công và cả doanh thu và nội dung câu chuyện xoay quanh tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm chân chất thật thà nói về những con người cùng khổ nhưng yêu thương và mang lại nhiều màu sắc cho cuộc sống này. Tuy cái kết buồn với sự ra đi của người bố nhưng vẫn động lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Thế mới đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nước nhận được và cơn mưa lời khen ngợi của giới phê bình. Phim nâng tầm danh tiếng của anh Trấn Cái Thùng và ekip diễn viên lên một tầm cao mới. Vậy tại sao một bộ phim thành công như thế tại thị trường phim ảnh Việt Nam lại thất bại thảm hại từ vòng gửi xe khi ra đấu trường thế giới? Trong nội dung bài viết này, chúng tôi xin phép không đưa ra đánh giá về nội dung hay là diễn xuất trong phim mà chúng tôi sẽ truyền tải đến quý vị những câu chuyện tưởng như là bên lề nhưng lại phản ánh được một bản chất và kết quả của bộ phim Bố Đời nhận được và điều đó khiến khán giả phải suy ngẫm. Thậm chí là bất ngờ, người dân là hẻm Bố Đời chạy lòng nói về việc Trấn Cái Thùng khó tiếp xúc, không cởi mở và ekip đến chỉ biết là quay phim chứ không biết là tình cảm. Trong khi bộ phim Bố Đời này đang gây sốt, phòng vé mang lại doanh thu khủng hơn 300 tỷ. Người dân ở Cù Lao, Nguyễn Kiệu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, nơi diễn ra bối cảnh chính có chút chặn lòng khi cho rằng tình cảm của họ dành cho đoàn làm phim không được đáp lại. Trấn xịt cũng không cởi mở, khó gần. Đến xóm là lao động quay phim, ngày 23 tháng 3 trên mạng xã hội TikTok đã xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh là một cụ già sống Cù Lao, Nguyễn Kiệu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, nơi diễn ra bối cảnh chính trong bộ phim Bố Đời của Trấn Thùng. Và chia sẻ về đoàn làm phim cụ thể, bà cụ cho biết, nhà tôi hỏi mần xong rồi cái cảm ơn ở đây là không. Đoạn phim trả lời có, nhưng đâu có cảm ơn gì đâu. Ý bà muốn nói là khi đoàn làm phim làm xong có đi ngang qua đây, gặp bà con thì con cảm ơn bà, chúng con đã làm xong. Đoàn phim, giọng một người phụ nữ nói, còn lên trên kia là cảm ơn thì ai mà biết, lên trên trạp, ai mà biết nè. Là Trấn xịt, là đứng đây này, đứng chỗ này, ngày nào cũng đứng chạy xe Honda, ngày nào cũng chạy mà đâu có nói chuyện đâu. Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên TikTok đã có rất nhiều ý kiến trái chiều diễn ra. Người thì cho rằng bà cụ có phần bắt bẻ đoàn làm phim. Có người thì nghĩ là Trấn Thùng này không được cởi mở với người dân khi đến Cù Lao Nguyễn Kiệu quay phim. Để hỏi rõ hơn về câu chuyện gây tranh cãi trên mạng xã hội, chúng tôi đã tìm đến xóm lao động tại Cù Lao Nguyễn Kiệu nằm bên hông cầu Nguyễn Văn Cừ để lắng nghe những chia sẻ của người dân nơi đây. Đoàn làm phim đến chỉ biết là quay phim chứ không biết là tình cảm. Theo nhiều hộ dân ở Cù Lao Nguyễn Kiệu, để đoàn làm phim có đủ không gian bối cảnh để thực hiện, một số hộ đã chấp nhận nhường lại khu vực đang sinh sống để tạm lánh đi nơi khác, thậm chí có nhiều cụ già lớn tuổi bệnh tật. Đoàn làm phim đã gây ồn ào quay ngày đêm làm xáo trộn cuộc sống, vẫn cố gắng hỗ trợ bởi họ tự hào khi xóm lao động, xóm nghèo được nghệ sĩ đến quay phim. Chia sẻ với chúng tôi, bà Tư gần 90 tuổi, cụ bà trong đoạn clip TikTok cho biết, gia đình bà đã sống tại khu vực Cù Lao hơn 70 năm. Và clip được bà chia sẻ cho một phóng viên mấy ngày trước khi được hỏi về bộ phim Bố Đời của Trấn xịt. Theo bà Tư, trong thời gian sinh sống tại Nguyễn Kiệu, có rất là nhiều đoàn làm phim đến đây để quay phim và người dân ở đây ai cũng hỗ trợ hết mình mỗi khi đoàn làm phim xuất hiện. Đặc biệt hơn là Trấn xịt là còn là một nghệ sĩ rất được nhiều người dân là yêu mến. Và tuy nhiên,
bà con có hơi buồn khi nghe mọi người bảo là Trấn Xịt có cảm ơn người dân Cù Lao, nhưng lại nói trên TV chứ không phải là đến trực tiếp, vì sau khi kết thúc các cảnh quay, cho đến nay mấy tháng trời đoàn làm phim cũng chưa có quay lại. Nếu mà có cảm ơn thì đến đây chứ, làm xong đi luôn. Thì có gì đâu mà nghe nói cảm ơn trên phim gì đó, ở đây có ai biết đâu, Trấn Xịt không nói chuyện với ai cả, nó đứng sát nhà bà này, bà Tư nói. Ngồi kế bên người mẹ già, cô Tư 68 tuổi cho biết, ban đầu anh chủ nhiệm phim làm công tác dân vận rất là tốt, người dân đối với đoàn họ làm phim hỗ trợ hết mình, nhưng quá trình làm phim, đoàn phim chỉ biết là quay phim chứ không biết là tình cảm. Thực tế khi chưa quay trong quá trình thiết kế xây dựng nhà và cô cho cả chậu chục bông để trang trí vì tình cảm, nhưng mà quay xong rồi cô thấy đoàn làm phim lại không có tình cảm với người dân. Tình cảm ở đây là những gì? Nhưng là những người nghệ sĩ nổi tiếng, người dân rất là thích, ai cũng e dè đoàn phim vì thiếu sự giao lưu. Xuống đây chỉ biết đến công việc, người dân ở đây đã chấp nhận gác bỏ những công việc riêng tư để hỗ trợ cho đoàn phim rất là nhiều, nhưng đoàn phim không đáp trả lại tình cảm đó. Ví dụ như hôm nay quay, chỉ cần đoàn phim nói một câu hôm nay tụi con tới quay trễ xíu, mong bà con thông cảm hay gì đó là đủ rồi. Đằng này diễn viên tới chỉ biết quay xong rồi vô phòng, không giao lưu với ai cả. Và cô Tư tâm sự, theo cô Tư, cô chỉ mong trong quá trình quay phim một vài câu Trấn Xịt nói chuyện qua lại với người dân thôi là đã quý lắm rồi. Nhưng từ khi quay xong thì không thấy ai quay lại hỏi thăm bà con hay là gì cả. Nó thiếu đi cái tình cảm giữa con người với nhau. Cô rất thần tượng Trấn Xịt, nó rất là thông minh nhạy bén mà tại sao lần này nó quên mất điều này. Chỉ cần một câu nói của Trấn Xịt với bà con thôi, ví dụ như hôm nay tụi con quay trễ xíu nha, bà con thông cảm là bà con cũng vui rồi, nhưng lúc quay phim lại không có thông tin là Trấn Xịt mời bà con vé đi xem phim, giờ có mời thì chưa chắc bà con đã đi đâu, và nếu Trấn Xịt có mời thì phải mời cả là giai đoạn đầu kìa. Sau khi công chiếu 1-2 ngày gì đó, chứ không phải đợi đến bây giờ mới cho vé bà con đi xem phim. Bà con ở đây tuy là lao động dân nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng và sự tự tôn của mình. Cô Tư chia sẻ là người dân đã cho đoàn phim mượn nhà để là làm một cái tiệm may cẩm lệ. Cô Oanh, 53 tuổi cho biết, nhiều người tại xóm Cù Lao muốn gặp thần tượng nghệ sĩ thôi chứ không có vấn đề gì cả. Khi nào có đoàn phim đến đông thì vui, hết đoàn phim, xóm lao động là yên bình vắng vẻ, các nghệ sĩ khác đều niềm nở. Là như đợt vừa rồi, Trấn Xịt thì không tiếp xúc với ai cả, nhiều người chỉ muốn lại coi mặt thôi đã bị đoàn làm phim la lên rồi, cô Oanh nói. Trấn Xịt hầu như không muốn tiếp xúc với ai, chỉ lo công việc mà thôi. Đó là chia sẻ của chú Phạm Hoàng Lâm, 68 tuổi, người dân tại Cù Lao khi nhắc đến Trấn Xịt và bộ phim Bố Đời. Theo chú Lâm, suốt mấy tháng trời, đoạn phim đến để mượn bối cảnh tiến hành quay phim. Người dân trong hẻm đều hỗ trợ hết mình, thậm chí họ chấp nhận dọn rác khỏi nhà, di chuyển đi nơi khác để đoàn làm phim có không gian để thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện bộ phim lẫn sau công chiếu, hình ảnh đoàn phim bố già trong mắt người dân ít nhiều đã bị giảm sút. Và chú Lâm cho biết, bản thân mình rất mừng khi nghe bộ phim của Trấn Xịt mang về doanh thu khủng, đạt hơn 300 tỷ chỉ sau hơn 2 tuần công chiếu. Tuy nhiên, so với các nghệ sĩ trước đây đã từng đến Cù Lao để quay phim, thì Trấn Xịt rất khó tiếp xúc, chẳng chịu nói chuyện với người dân dù chỉ một câu. Điều này đã khiến bản thân chú Lâm cũng như những người dân ở Cù Lao có chút buồn. Trấn Xịt nói, nó chỉ là lo công việc của nó mà thôi, chứ không quan tâm đến người dân. Trong khi thời gian quay phim ở đây, chú thấy hầu như nó không muốn tiếp xúc với ai hết, vì nó nổi tiếng mà. Thời gian của nó kiếm ra tiền, nó không nói vu vơ, xung quanh lại có kẻ là bảo vệ kè kè. Điều này chú thấy nó không được tự nhiên, không hòa đồng cởi mở tách biệt với người dân. Nó không ảnh hưởng đến mình gì đâu, nhưng nó xa rời, làm mất đi tình cảm và có nhiều người nổi tiếng nhưng họ vẫn nói chuyện với dân. Chắc chắn nó bận bịu công việc, theo chú Lâm nói. Theo chú Lâm, khi được biết đoàn làm phim của Trấn Xịt đến quay, ai nấy đều muốn gặp để nhìn Trấn Thành ngoài đời thật. Nhưng vì thấy đoàn phim khó gần quá nên thôi, đa số nghệ sĩ cởi mở, chỉ có Trấn Xịt này hơi khó tiếp xúc, chắc do công việc của nó bận bịu lo nhiều thứ, không rảnh rang nói chuyện tào lao với người dân. Nếu Trấn Xịt cởi mở hơn thì tốt quá, chứ nó đang thiếu cái đó, dân muốn nói chuyện cũng không được. Đoàn làm phim của Trấn Xịt nhiều người cũng tốt lắm, nhưng có một hai cá nhân ra vẻ ta đây, dân người ta cũng hơi bực, kiểu như Trấn Xịt đi ngang qua, không phải lúc quay phim muốn chụp một bức hình kỷ niệm như là Trấn Xịt đứng ở đây thôi, nhưng người đi theo lại hống hách làm ra vẻ khiến người dân khó chịu.
Chú nghĩ rằng Trấn Xịt cũng không muốn như vậy đâu, trong khi người dân ở đây đều rất nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ hết mình cho đoàn làm phim. Và cũng giống như gia đình cô Tư, chú Lâm, nhiều hộ dân khác tại Cù Lao, Nguyễn Kiệu, trong mắt bà con thì Trấn Xịt cực kỳ khó gần, và ngoài đời Trấn Xịt tài năng ai ai cũng công nhận và yêu mến. Và khi mà nghe tin Trấn Xịt đến quay phim, bà con cũng muốn tới gặp nhưng không tiếp xúc được vì quá khó khăn và quá khó gần. Thay vì gửi lời cảm ơn qua TV báo chí, chỉ cần Trấn Xịt này đến Cù Lao nói chuyện trực tiếp với bà con thì tình nghĩa hơn nhiều với người dân Cù Lao, Nguyễn Kiệu. Họ có thể thiếu thốn tiền bạc, vật chất, nhưng cái nghĩa, cái tình thì lúc nào cũng đông đầy. Vâng, thưa quý vị, sau khi nghe xong bài viết này thì ngoài cảm giác sự thất vọng, chắc hẳn quý vị cũng giống như chúng tôi thắc mắc rằng phải chăng nghệ sĩ họ chỉ làm đúng bổn phận là diễn trên phim, trau chuốt và hóa thân nhân vật một cách xuất sắc nhưng lại quên mất đi sự chân thật của mình, phải đến từ cuộc sống ngoài đời, diễn có thể là cực tốt nhưng đóng máy quay lại về với một con người không mấy thân thiện, thật thà và chất phác như phim. Điều đáng nói là sự tương phản về cách hành xử, thiếu vắng tình cảm trong bài viết trên đã nêu lên cho chúng ta thấy thêm những suy ngẫm về thật giả lẫn lộn, không biết đâu mà lần trong xã hội ngày nay. Tất nhiên ai cũng muốn sống đúng với bản chất của mình, chứ không phải là chỉ diễn cho người khác xem hay sống chỉ làm vừa lòng người khác. Tuy nhiên, một khi là người của công chúng thì không thể chỉ theo đuổi là suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà phải mang lại nhiều giá trị hơn cho khán giả bằng tài năng của mình, bằng sự chân thành, thân thiện, xuất phát từ tâm, chứ không phải là trên phim ảnh, đúng không? Và thưa quý vị, tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều nghệ sĩ là niềm tự hào của người Việt Nam. Họ sống và họ cho đi bằng cả trái tim và cho quý khán thính giả, và mong rằng trong tương lai lớp nghệ sĩ trẻ sẽ trưởng thành hơn và sống chân thật hơn nữa để thực sự xứng đáng với niềm tin yêu mến và mến mộ của quý vị, quý khán thính giả. Quý vị thân mến, cảnh báo lừa đảo trên mạng là mạo danh công ty chứng khoán, ví điện tử, tình trạng lừa đảo mạng và mạo danh các công ty chứng khoán, ví điện tử đang diễn ra với nhiều hình thức khác nhau. Công ty chứng khoán FC vừa đưa ra cảnh báo với khách hàng về tình trạng lừa đảo mạo danh. Cụ thể, thời gian vừa qua là xuất hiện hình thức lừa đảo với một phương thức diện mạo mới là nhân viên hay là bộ phận tuyển dụng của FC để yêu cầu tải ứng dụng để kiếm tiền. Theo đó, đối tượng lừa đảo hứa hẹn trả lương cho người tải app lên TikTok để like, thả tim và follow, tương tác cho những bài post của chứng khoán FC, và công ty FC khẳng định thông tin này là hoàn toàn sai sự thật. FC không yêu cầu hoặc là tuyển dụng nhân viên tại bất kỳ ứng dụng nào để tăng like, bình luận hay là tương tác trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Vì vậy, khách hàng không nên là tải app hoặc cung cấp thông tin cá nhân của mình. Ví điện tử Momo cũng khuyến cáo người dùng nâng cao cảnh giác với tội phạm công nghệ cao. Gần đây, các đối tượng lừa đảo là thường giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các mạng, nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử để hỗ trợ giải quyết sự cố yêu cầu khách hàng nhắn tin theo cú pháp 2 sao 21 sao, và khi người dùng gửi thành công tin nhắn đã soạn theo cú pháp trên, mọi cuộc gọi đến từ thuê bao của người dùng lập tức được chuyển đến số điện thoại mà đối tượng lừa đảo cung cấp, trong đó có cuộc gọi cung cấp mã xác thực OTP từ ngân hàng, ví điện tử. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự nóng ngày hôm nay của ban biên tập Hồng Biến TV, và Thùy Linh xin được là mến chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn bình an. Xin được cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Và bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.